Cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương bán rẻ đất vàng gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án bán rẻ 43 ha đất vàng của Tổng công ty sản xuất, xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương, Tổng công ty mùng 3 tháng 2. Theo đó, Viện Kiểm sát đã truy tố ông Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, bị can Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm cùng một số cựu lãnh đạo tỉnh và ông Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tổng công ty mùng 3 tháng 2 là những người chịu trách nhiệm chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn, tài sản của nhà nước tại tổng công ty mùng 3 tháng 2. Tuy nhiên, các bị can trên đã có những hành vi vi phạm pháp luật trong lãnh đạo chỉ đạo, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý vốn, tài sản, gây hậu quả thất thoát tài sản đặc biệt lớn cho nhà nước lên đến 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng loạt cựu lãnh đạo Bình Dương cũng bị truy tố gồm Phạm Văn Cảnh, cựu phó bí thư thường trực tỉnh ủy, cựu chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, Nguyễn Thanh Trúc, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Trần Xuân Lâm, chánh thanh tra tỉnh Bình Dương, Võ Văn Lượng, chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Ngô Dũng Phương, trưởng phòng tài chính đảng, văn phòng tỉnh ủy Bình Dương, cựu cục trưởng, cục phó cục thuế.